Jungkook, BTS, môi trai gái mạng, ngang nhiên thả live hàng loạt video nội dung nhạy cảm. Jungkook hiện là cái tên đặc biệt thu hút sự quan tâm của công chúng khi vướng phải nghi vấn tiếp cận gái xinh trên mạng xã hội, đồng thời thả live nhiều video clip nội dung không lành mạnh. Tờ All K-pop đưa tin sáng 20 tháng 10, cộng đồng mạng xứ Hàn hiện đang xôn xao trước hai bài đăng bóc phốt thành viên nhóm nhạc đình đám BTS. Cụ thể, ở bài viết đầu tiên, anh chàng bị tố nhấn like hàng loạt video được cho là nhạy cảm có thể gây ảnh hưởng tới hình tượng nam idol. Đáng chú ý, bài đăng thứ hai đặt nghi vấn, em út BTS chủ động tiếp cận những người cô gái xinh đẹp trên mạng xã hội thông qua việc thả like vào video của đối phương. Trong phần nội dung, người viết công khai chỉ trích Jungkook rằng: "Tôi không quan tâm việc bạn hẹn hò, thân hình hay hút thuốc lá vì bạn cũng đã đủ tuổi trưởng thành rồi, nhưng việc bạn chủ động tiếp cận các cô gái trên mạng thì thật sự rất khó để chấp nhận. Theo dõi các tài khoản thông thường cũng chẳng sao, nhưng theo dõi tài khoản của những cô gái ăn mặc gợi cảm thì không được." Sau khi hai bài đăng trên được lan truyền rộng rãi khắp cõi mạng, lập tức gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Đông đảo netizen liên tục đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thông tin nghi vấn Jungkook like video nhạy cảm lân la làm quen phụ nữ trên mạng. Theo đó, một bộ phận cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình với bài bóc phốt, đồng thời khuyên nhủ em út BTS nên cân nhắc hơn trong việc nhấn thích video clip nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Dù vậy, lượng lớn khán giả vẫn đang ra sức bênh vực nam idol sinh năm 1997 khi cho rằng những video nói trên không phản cảm tới mức để bị lên án, công kích. Cho những thế, fan còn phát hiện ra giọng K7 vẫn thường có thói quen like dạo các video sử dụng nhạc của chính mình. Vậy nên, không thể xem việc anh thích video trên mạng xã hội là hành động muốn tiếp cận, làm quen với các cô gái xinh đẹp. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều netizen đồng loạt lên tiếng bênh vực em út BTS. Tôi thấy mấy video đó không đáng bị gán mác phản cảm đâu. Hơn nữa, những chủ tài khoản mạng xã hội đó cũng chưa từng gây tranh cãi mà. Jungkook nhấn thích video vì có sử dụng nhạc của anh ấy nha. Tôi thấy một số người chỉ đang làm quá. Jungkook không đáng bị chỉ trích vì những chuyện như thế này. Trong khi em út gặp nạn, thì một thành viên khác của BTS cũng không mấy thảnh thơi vì nhiều người cho rằng anh chàng này khó có cơ hội chiến thắng tại Mama 2023. Chiều ngày 19 tháng 10, danh sách đề cử cho các hạng mục tại Mama 2023 đã chính thức được công bố. Trong đó nổi bật nhất chính là hai hạng mục nghệ sĩ nam nữ xuất sắc nhất khi quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu K-pop. Blackpink và BTS, hai nhóm nhạc toàn cầu vắng mặt trong nhiều đề cử, bù lại một vài thành viên của BTS và Jisoo góp mặt với tư cách nghệ sĩ solo. Twice, Seventeen và EXO là những đại diện Gen 3 đáng chú ý. Một lần nữa, giải thưởng cuối năm được quan tâm nhất của làng nhạc K-pop nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tại hạng mục nghệ sĩ nam xuất sắc nhất là sự cạnh tranh của 6 cái tên Jimin, Jungkook, Lim Jungwon, Park Jaeyang, Taeyang và Vi. Nhìn vào danh sách này, nhiều khán giả vẫn cho rằng Vi chính là ứng viên kém nhất so với những đối thủ còn lại bởi họ đều là những quái vật trong làng nhạc. Nam idol sinh năm 1995 là thành viên cuối cùng của BTS chính thức ra mắt solo với album Layover, cũng là một trong những cái tên nổi tiếng nhất nhóm. Màn solo của Vi được đầu tư rất mạnh tay, cũng như nhận về nhiều kỳ vọng từ cộng đồng fan quốc tế. Tuy nhiên, đến khi thực sự ra mắt, Layover lại bị đánh giá là màn solo thất bại nhất của BTS vì đón nhận loạt thành tích vô cùng eo uột. Ngoại trừ doanh số bán ra của album ấn tượng, những thành tích về nhạc số của Vi không mấy khả quan, thậm chí còn xếp sau những thành viên đã solo trước đó khá lâu. Nói riêng về bảng xếp hạng Billboard Hot 100, chiến thắng của Jimin và Jungkook với vị trí đầu bảng khiến fan cực kỳ trông đợi vì sẽ tiếp quản ngôi vị này. Thế nhưng với ca khúc chủ đề album có phần đang hụt hơi, thì việc để tính tin đồn Jennie củng cố thành tích mà đồng đội đã làm được tại Billboard Hot 100 là điều rất khó. Chưa kể, thành tích về doanh số album ngày đầu của Vi cũng từng gây xôn xao khi tụt từ 2,1 triệu bản xuống còn 1,6 triệu bản do vi phạm thống kê. Điều này càng khiến những chuyên gia đánh giá không cao màn debut solo của mỹ nam 27 tuổi. Do vậy, nhiều netizen cho rằng Vi đang là nam nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu và có sức ảnh hưởng nhất nhì trên thế giới, nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở phút 89 của mùa giải Mama năm nay.